Xin chào anh chị nhé. Trước mình chị là tuyến số 3, tuyến số 3 chị ha. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video để giới thiệu về cho anh chị những cái sản phẩm đất nền, đất sào trên các mặt tuyến từ tuyến số 1, tuyến số 2, tuyến số 3 và tuyến số 4. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video trên mặt tuyến số 3, để giới thiệu cho anh chị xem. Thì trên mặt tuyến số 3 thì chúng tôi cũng có sản phẩm về đất nền, về đất sào. Đất nền thì ngang 10, sâu 50, ngang 10, sâu 60 tùy từng vị trí, từng ngang 5 có luôn, có luôn anh chị ha. Ngang 5, ngang 10, ngang 5, ngang 10. Đó là về đất nền anh chị nhá. Còn anh chị nào mua 1000 mét vuông thì cũng có anh chị nhá, là đất sào anh chị ạ. Đó, trên các mặt tuyến như tuyến số 3, tuyến anh chị đang xem đây. Rồi tuyến số 4, rồi tuyến số 1, rồi tuyến số 2 anh chị nhá. Đấy thì đất sào, đất nền thì nó nằm hai bên mặt tuyến như này này. Đó, hai bên mặt tuyến này, thì những cái chủ đất hoặc những cái chủ đầu tư, người ta mua những cái miếng đất của người dân ấy, bây giờ người ta tách ra 5 m sâu vào 50, sâu vào 60, rồi 10 m sâu vào 50, sâu vào 60, rồi người ta bán đất sào trên các mặt tuyến, tuyến số 3, tuyến số 4, tuyến số 2, tuyến số 1, để bán cho những anh chị mà không có những khoản tiền lớn mua đất mẫu ở mặt tuyến, anh chị nhá. Thì trên những con đường lớn như này á, thì sau này nó phát triển rất là nhộn nhịp, anh chị ha. Giao thương mua bán qua lại, làm quán xá, cây xăng, nhà hàng, đủ thứ. Thì sau này khi mà người ta chảy, nhà nước người ta chảy nhựa để thông thẳng vào khu nghiệp BKMX, thì cái mật độ mà người dân người ta tìm những cái quỹ đất để kinh doanh buôn bán trên những cái đại lộ lớn như thế này thì là rất nhiều, Thì cái giai đoạn này anh chị đầu tư, vẫn còn đang là thời gian đầu, anh chị nhá. Đó, rồi anh chị cứ đi thẳng đường này vào khoảng 3 cây số nữa là mình tới được khu công nghiệp BKMX Đồng Phú, xã Tân Hòa, ấp Đồng Chắc anh chị nhá. Đấy là điểm chính của khu nghiệp Bắc Đồng Phú, khu nghiệp BKMX Đồng Phú anh chị ha. Tôi đang đứng ở đây là tim đường của tuyến số 3 này. Tuyến này có lộ giới 42 m, tuyến số 4 cũng có lộ giới 42 m anh chị ha. Còn tuyến số 1 thì chỉ có 32 m thôi. Đó. Thì một cái đường lớn như vậy thì nhiều anh chị không có tài chính để mình mua, một mẫu, hai mẫu hoặc nửa mẫu ở đây. Thì mình có những khoản tiền nhỏ hơn thì mình nên đầu tư vào đất nền, đầu tư vào đất sào, anh chị ha. Có cái giá bán người ta bán ở đây dao động từ 220 triệu trên 1 mét ngang đến 230 triệu trên 1 mét ngang thôi anh chị ha. Giá rất là tốt để cho những quý anh chị có những số tiền, số lượng tiền tài chính ít mà muốn có đất trên mặt tuyến, có đất trên những cái mặt tuyến lớn như thế này, thì để cho anh chị đầu tư. Nên hôm nay tôi làm một cái video để gửi tới toàn thể quý khách hàng, những anh chị mà có những khoản tiền tính tài chính nhỏ anh chị nhé, để mình đầu tư trên những mặt tuyến số 3, số 4, số 2, số 1, để mình sau này mình đầu tư mua đi bán lại để sinh lời trên bất động sản, hoặc mình mua để sau này mình xây nhà trọ, nhà hàng, cây xăng, và kinh doanh thương mại vân vân. Mỗi người có một mục đích sử dụng đất khác nhau anh chị nhá. Chúng tôi thì muốn là tìm kiếm những sản phẩm và cho những cái sản phẩm chúng tôi đa dạng tới tất cả các phân khúc của khách hàng của chúng tôi anh chị nhá. Khách hàng nhiều tiền chúng tôi cũng có đất, và khách hàng vừa tiền chúng tôi cũng có đất, và khách hàng ít tiền chúng tôi cũng muốn có những sản phẩm phù hợp với những cái đối tượng khách hàng như vậy. Đó, nên là chúng tôi luôn luôn đi tìm kiếm những sản phẩm để vừa túi tiền của tất cả khách hàng, từ những anh chị khách hàng ít tiền vừa túi tiền, hoặc là những khách hàng mà có khoản tiền đầu tư lớn, ví dụ như đất mẫu, rồi vài sào, rồi những anh chị mà mua một sào hoặc một nền, chúng tôi cũng cung ứng được những cái sản phẩm như vậy anh chị nhá. Nên là hôm nay tôi làm một cái video để gửi tới cho anh chị. Một lần nữa tôi nhắc lại nhé, cái vị trí đang đứng đây là mặt tuyến số 3. Thì anh chị nào muốn đầu tư cái đất nền trên mặt tuyến số 3 này chúng tôi cũng có luôn anh chị nhé. Ngang 5, ngang 10,
ngang 5, ngang 10, sâu vào 50, sâu vào 60 tùy vị trí. Giá bán thì nó dao động từ 220 triệu đến 230 triệu tùy từng vị trí anh chị nhé. Có cả đất sao luôn anh chị ha, có cả đất sao. Đất sao để cho anh chị lựa chọn. Thì mọi thông tin về những cái sản phẩm tôi vừa giới thiệu từ đầu video đến giờ, thì anh chị nào mà thấy xem mà thấy phù hợp với cái túi tiền của mình, phù hợp với mục đích sử dụng, mục đích đầu tư của mình, thì liên hệ cho tôi qua số điện thoại là 0918 645 130 hoặc 0271 373 7968 anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập vào website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm thêm những sản phẩm tốt, những sản phẩm vừa với túi tiền của mình, vừa đúng mục đích sử dụng đất của mình anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video này.